Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Tuấn Long Vlog. Hiện tại thì bên em về một sân hàng các dòng máy điều hòa treo tường của thương hiệu là Panasonic thôi nhá. Mẫu điều hòa hiện tại đang có cái dòng là UXU12, IZ12. Đấy. Ở phía bên kia là L18, RU12, L24. Đấy. RU19, RU18 và con các dòng phía bên này. Đây, RU9. Tất cả các bên này kho bên em đang tiến hành chuyển vào phía bên trong kho các bác nhá. Những cái bộ ở phía bên ngoài này xếp thành bộ như thế này là để cho bên thợ họ đến họ đấy lấy để lắp ráp một cục nóng và một cục lạnh. Còn đây khi mà hàng về thì họ sẽ xếp dàn lạnh riêng này. Đấy, dàn lạnh chồng riêng này. Dàn nóng chồng riêng này, đúng không? Đấy, khi mà chúng ta lấy lên bộ thì sẽ lấy ngẫu nhiên bất kỳ các bác nhá, chứ không chọn theo series mà chọn ví dụ chọn cục lạnh dàn này với cục nóng này được, hoặc cục nóng kia cũng đều được, cục nóng nào cũng được, đúng không? Hoặc dàn lạnh nào chúng ta sẽ ghép vào thành một bộ. Phía bên này thì các dòng này bên em nhập hàng về cho mọi người, tất cả đều là hàng mới nguyên đai nguyên kiện mọi nhá. Đây, rất nhiều cái dòng máy điều hòa của Panasonic ở đây. Đấy, rất nhiều luôn. Và phía bên ngoài sân ở phía bên trong kia bên em kho thì đang kéo vào phía bên trong kho để cất hàng kho này, khu vực cửa kho này. Kho nhiều quá phía tầng trên thì bên em sẽ chuyển xuống phía dưới này các bác nhìn nhá. Bên dưới này sẽ để những sẵn những cái bấu điều hòa ở đây. Đây là cái dàn nóng này, rất nhiều luôn, trồng rất cao luôn. Các bác nhìn thấy nhá. Và phía bên ngoài này bên em cũng trồng luôn. Bên em thì không có thiếu hàng để phục vụ các bác trong hè năm 2024. Nên là các bác đặt hàng thì hoàn toàn yên tâm đấy, các bác nhìn thấy cái dàn nóng này, cực kỳ là nhiều. Thì mỗi một cục nóng thì đi kèm với cục lạnh thôi nhá. Đấy. XU, RU hay là IZ, XZ thì bên em có đầy đủ. Và tiến hành vào phía bên trong quầy kệ của siêu thị điện máy Ecomax thì mọi người sẽ nhìn thấy là bên trong bên em thì có kê cũng như là treo ở trên kệ cho các bác rất nhiều các mẫu điều hòa treo tường để các bác nhìn thấy cho nó đẹp luôn nhé. Đây em sẽ đi gần hơn chi tiết vào phía bên trong để các bác nhìn nữa. Ở phía bên trong này là cái không gian mà kê các khu vực tivi đầu tiên, sau đó chúng ta sẽ xuôi xuống phía dưới là nhìn thấy các khu vực quầy kệ về tủ lạnh này, máy giặt này, ghế massage ở phía dưới này này. Đây em sẽ đi gần xuống phía dưới này mọi người nhé. Đây là khu gia dụng này, phía dưới này là khu máy giặt, điều hòa, tủ lạnh, máy rửa bát. Bên em không gian bên em rất rộng luôn. Và phía bên trong này thì bên em đang kê các mẫu điều hòa. Đấy, các bác nhìn thấy này, mẫu điều hòa. Các bác ở gần thì qua trực tiếp siêu thị bên em để đặt hàng. Mấy ngày hôm nay thì cái thời tiết nó dễ chịu hơn, thì khách hàng đến cũng ít hơn. Còn những cái ngày nắng nóng thì hiện tại bên em sẽ kín ở khu vực này luôn. Và lịch lắp thì hiện tại bên em những ngày mát như thế này cũng đang hẹn các bác tầm độ 2 đến 3 hôm mới lắp đặt được, bởi vì số lượng lắp bên em cũng rất nhiều. Và các bác nhìn thấy ngoài sân bên em xếp luôn luôn xếp ngoài sân, buổi tối xếp ra rất nhiều luôn, em hãy quay cho các bác xem ấy. Rất nhiều các mẫu điều hòa để mà phục vụ trong ngày hôm sau. Với nhu cầu mua điều hòa ở khu vực bên Ecomax bên Đông Anh bên em thì cực kỳ là lớn. Đây. Các mẫu điều hòa Panasonic thì bên em đang chê keo ở phía bên này. Đây các bác nhìn thấy rất nhiều luôn. Những cái dòng mà nhiều các bác lắp là những dòng RU9, RU12. Đấy là những cái dòng mà tiêu chuẩn năm nay 2024, có nhiều tính năng mới, ví dụ như là có cả loa Loix này, có cả những kết nối Wi-Fi này. Những cái tính năng đó chỉ dùng cho những dòng cao cấp của các dòng U thôi, nhưng năm nay thì đều có đầy đủ rồi. Nó chỉ kém dòng U là không có tự động thổi dầu 4 chiều và không có cái máy lén làm mát nhanh hơn thôi. Còn đâu đó thì các tính năng hoàn toàn là tương đồng, đúng không ạ? Thì ok, với con RU9 thì bên em đang còn giá có 10.270.000 là bao chọn gói cả công và vật tư lắp đặt hoàn thiện. Còn con RU12 là đang bán 12.430.000 cũng bao chọn gói cả công và vật tư lắp đặt hoàn thiện. Bao kèm thì tặng các bác là 3m ống đồng, 7m dây điện, một bộ giá đỡ dàn nóng, dây thoát nước thải mềm 5m, ốc vít bô lông dây quấn một bộ và không kèm automat. Khi mà lắp đặt điều hòa các bác nhìn thấy là bên em treo tường treo ở khu vực này thì rất đơn giản thôi, chỉ cần có hai cái vít này thôi. Chỉ cần hai cái móc này thôi là chúng ta móc được lên. Đây là cái khu vực giá nhé. Ở nhà thì các bác thì sẽ có một bộ giá phẳng ốp vào tường. Cái giá của nhà sản xuất ốp vào tường cũng không phải hai cái treo này đâu. Cái giá đấy cũng có nhô ra hai cái móc này để các bác móc vào. Và nó ốp phẳng nha. Đấy. Thì đây là cái giá mà em chế để mà treo điều hòa lên cho bác xem thôi. Rất chi chắc chắn luôn nhá. Đây. Rất chắc chắn luôn, không thể nào mà rơi được luôn. Trừ khi các bác hất lên kéo xuống thì chúng ta rơi được thì mình chúng ta lấy được. Các dòng hai một chiều cao cấp thì con U12, U9. Đây. Bên em đang có con U9 thì đang coffee ở phía dưới này, con U9 này, trên này con XU. U9 ZKH thì bên em đang bán trọn gói lắp đặt là 11.550.000 là bao cả công và vật tư lắp đặt hoàn thiện là 11.550.000. U12
U12 ZK đang bán 13.800.000 là bao cả công và vật tư lắp đặt hoàn thiện rồi, đúng không? Ok. Ở phía bên trên này thì con XU9 XU9 đang bán 12.530 bao cả các 12.430.000 tặng cả công và vật tư lắp đặt hoàn thiện. Con XU12 thì đang bán 15.170 cũng bao trọn gói cả công và vật tư lắp đặt hoàn thiện. Con IZ9 đây. IZ9 AK là con 2 chiều dòng tiêu chuẩn, bên em đang bán với giá là 12.620.000 bao cả công và vật tư. Con XZ12 ZK là con 2 chiều cao cấp. Con này 2 chiều 12.000, 18.010.000 tặng cả công và vật tư. Con XZ9 ZK con 1 chiều 2 chiều cao cấp 9.000 đang bán 15.780.000 760.000 bao cả công và vật tư. Còn các bác nào lấy máy không thì em trừ đi 800.000 tiền công và vật tư rồi nhá. Còn các bác lấy vật tư thì em trừ tiền công đi là 350.000. Còn lấy tiền công lắp mà không lấy vật tư thì trừ đi 450.000 tiền gói vật tư. Còn nếu không lấy cả hai thì trừ đi 800 đấy các bác nhá. 350 cộng với 450 chúng ta sẽ trừ đi 800. Ok, thì đấy là những mẫu điều hòa mà bên em đang bán cực kỳ là chạy trong 2024. Các dòng 18.000, 24.000 thì chúng ta có cái dòng RU18. Thường thường các bác lắp con 9.000 và 12.000 là nhiều, còn 18 thì cũng ít nhiều ạ. RU18 AKH thì bên em đang báo chọn gói cả lắp đặt là 19.380.000 bao cả công và vật tư. Các bác không lấy máy công, không lấy công vật tư của con 18.000 này thì trừ đi là 900. Con 24.000 thì các bác không lấy thì được trừ đi 1 triệu, bởi vì cái số lượng vật tư ống đồng của các dòng 24.000 và 18.000 nó to hơn, đúng không ạ? Đây là RU24 đây. Đấy, bên em trừ cả gói vẫn được tặng công và vật tư là 25.750.000. Còn nếu mà không lấy cái gì cả thì lấy máy không thôi thì là 24.750.000, 24.750.000 và 25.750.000. Đấy là các mẫu điều hòa RU. Các dòng cao cấp hơn thì chúng ta có những cái dòng mà IZ18. Đây, hôm nay đọc hình như là đọc gần hết giá cho mọi người rồi. IZ18 Macat là con 2 chiều bên em đang bán 18.000 BTU. IZ18 đang bán có 22.320.000 bao cả công và vật tư lắp đặt hoàn thiện. Đấy, hầu như em đã đọc gần hết rồi. Còn dòng cơ thì có con này, cơ có con N18 và L12. Đây, con N18 ZKH thì đang bán có 8.700.000 bao cả công và vật tư. Con N12 đang bán với giá là 10.660.000 bao cả công và vật tư lắp đặt hoàn thiện. Đấy, chúng ta mua hàng thì lựa chọn cho em những cái đơn vị cung cấp hàng uy tín, siêu thị điện máy lớn, hay là các nơi đảm bảo các bác cái công và vật tư lắp đặt đầy đủ cũng như bảo hành về sau. Siêu thị bên em thì luôn luôn cung cấp đầy đủ những cái mẫu model điều hòa, kể cả những dòng máy thường và tiêu chuẩn. Các bác cao cấp cũng có nhá. Các bác nào mà mua ở khu vực gần thì rất nhiều các bác hỏi là ở khu vực gần bên anh không bán những cái dòng cao cấp như bên em, không có những model như thế này, thì các cái model như thế này thì phải những siêu thị lớn thì mà chúng ta mới được nhập hàng số lượng nhiều thì chúng ta mới đảm bảo uy tín nhập được cái dòng máy như thế này các bác nhá. Còn những cửa hàng nhỏ không dám nhập những cái dòng máy điều hòa như thế này và số lượng nhiều như bên em được cả. Ok, thì em xin cảm ơn cũng như hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các video clip tiếp theo nhé.